Cuối cùng mình gắn thêm một chiếc kẹp gỗ dạng sập thẳng để giữ gỗ chắc hơn khi cắt. Vậy là mình đã hoàn thành một cái cự cắt gỗ dù khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả rồi. Đây là video mở đầu trong series mini project. Sắp tới sẽ có rất nhiều nội dung về tân trang nhà cửa, các mini project cũng như các mẹo vặt trong cuộc sống. Mọi người hãy cùng đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.